quá đáng thì sao? Mày định gọi người nhà ra đây à? Mày cứ đánh nó đi. Chú tao là chủ tịch cái huyện này, lo cái gì? Làm gì tao hả? Không nhịn, không nhịn, không nhịn. Con Danh này, chúng mày, nó có võ. Để tao xem, võ mèo hay võ chó. Mày, tớ không nhường nữa đâu nhá. Chừa nhá. Bỏ tao ra con kia, mày muốn chết à? Con phải hứa không gây sự nữa thì tớ mới bỏ. Sao mấy lần bọn tao đánh mày, mày không phản đòn? Ông nội tớ dạy võ là để cứu người phòng thân, chứ không phải là để đánh người. Bỏ tao ra đi mày, đau quá. Xin lỗi, mình hơi mạnh tay. Bọn tao tưởng mày yếu nên là bọn tao mới bắt nạt mày. Ai ngờ mày khỏe thế, thì coi như bọn tao thua nhá, bỏ qua hết. Võ của mày được đấy. Võ tao chỉ là học lỏm thôi, hôm nào dạy tao nhá. Ok, nhưng mà con phải hứa là không được đánh người khác đâu đấy. Tao đánh ai, đến lượt mày quan tâm à? Vậy thôi, mình không dạy đâu. Mày dám không dạy á? Cậu bắt được tớ đi tôi nói. Con Danh này.